Thưa quý vị, hướng đến môi trường xanh sạch đẹp, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Long An triển khai nhiều mô hình hay, cách làm mới trong công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường. Từ đường làng, xóm ấp đến mỗi gian bếp, nếp nhà luôn được chị em chăm sóc sạch đẹp, từ bước nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi gia đình, ghi nhận tại huyện Thủ Thừa. Để tạo môi trường xanh, chị em hội viên phụ nữ xã Bình An thi đua trồng cây xanh trên các tuyến đường. Để duy trì các tuyến đường hoa này, hội phụ nữ xã phân công cho các chi hội phụ nữ ấp chăm sóc, dọn dẹp vệ sinh. Nhờ đó mà đến nay, hội cơ sở này đã xây dựng được 3 tuyến đường hoa dài trên 5 cây số. Khi ở trên hội mà phát động phong trào thì tôi là chi hội trưởng, là tôi nhiệt tình đi vận động các chị em hội viên á để làm cái tuyến đường trồng cây, tuyến đường trồng cây xanh tươi sạch đẹp và các cái mô hình cái tuyến đường nó liên kết với cái hương lộ 7 để làm cái công trình giao thông nông thôn. Còn đây là tuyến đường bông trang tại ấp 2 xã Long Thạnh. Từ vài hộ trồng trước nhà, đến nay thì việc trồng bông trang cắt tỉa tạo cảnh được hơn 1 cây số trên tuyến đường này và đã trở thành phong trào thi đua của hội phụ nữ cùng bà con nơi đây. Từ khi phát động cái tuyến đường hoa trên xây dựng nông thôn mới này ở tuyến đường bông trang này, nói chung các chị cũng hưởng ứng phong trào, thì chị nào cũng thấy cũng hưởng ứng là đem lên trồng hoa để tưới chăm sóc đồ thì rất là lẹ. Việc các hội viên phụ nữ trong huyện Thủ Thừa xây dựng tuyến đường hoa không chỉ giúp cho địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường về xây dựng nông thôn mới, mà còn gắn kết các hội viên với nhau để cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, xây dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích sau những giờ làm việc mệt nhọc. Hội đảm trách cái tiêu chí 17 chấm tăng về môi trường. Thì để thực hiện cái tiêu chí này thì ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã ban hành công văn chỉ đạo các cái hội cơ sở đăng ký cái thực hiện cái xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp. Và qua phát động thì hầu hết các xã thị trấn đều có xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp. Có xã thì xây dựng mới hoàn toàn, có xã thì sửa chữa nâng cấp các cái đoạn đường đã xây dựng. Bằng nhiều cách làm thiết thực, Hội Phụ nữ Thủ Thừa đã và đang phát huy vai trò của mình trong xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Hơn hết, hành động của các chị em phụ nữ sẽ tác động tích cực, làm cho chuyển biến nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường sống xung quanh.